Vâng, hello anh em, mình là Kiên Motul. Ở cái clip hôm nay ấy, thì mình muốn chia sẻ với anh em cái thắc mắc mà một số các anh em có hay hỏi mình ấy, tại sao là lại lắp cái con ổn định điện này mà không phải là lắp cục sạc Atila, hay là những cái thắc mắc về tại sao mà cái cuộn điện của cái xe Jim này lại cứ phải tách cái dây mát ra, mà ở trên xe Attila ấy, thì như thế nào mà không thể lách cái dây mát đó. Thì ở cái clip hôm nay ấy, thì nó cũng hơi dài dòng tí, mình xin phép anh em là mình sẽ chia ra hai clip, mong anh em thông cảm vì nó hơi dài dòng. Ở trong một cái clip gói gọn trong vòng khoảng 15 phút này mình sẽ không truyền đạt được hết. Vâng, không lằng nhằng nữa thì mình sẽ đi sâu luôn vào hai cái vấn đề chính là hai cái cuộn điện đã, còn hai cái cục sạc này thì mình sẽ nói sau. Mình xin phép là mình sẽ để riêng ra đây đã. Rồi, ok. Ở đây thì mình có một cái cuộn điện của xe Zin Việt. Đó, đây là cuộn mới. Và đây là mình có một cái cuộn điện của xe Attila đây trên xe đang đi anh em nhé. Cuộn này vẫn đang sống bình thường á. Đấy, thì mình không có nên là mình sẽ phải mượn xe để mình tháo ra để làm review cho anh em, nên cũng hơi vất vả tí. Mong anh em sẽ ủng hộ subscribe kênh của mình và chia sẻ cho mình ấy, để like cái kênh của mình nhá. Ok anh em. Thì bây giờ thì mình xin phép là mình sẽ show hàng cái em cục sạc cái cuộn nổ cuộn đèn của Attila này trước. Đó. Ui, nói lắp quá. Thôi không sao. Anh em lưu ý cho mình ở cái trên cái dây sạc, ở cái dây điện máy của cái thằng Attila này lên đó, thì nó sẽ có dây màu vàng và dây màu hồng. Đó, đây nó cũng đi lâu năm rồi nên là cái màu nó hơi mờ, nhưng mà đây là màu hồng và đây là màu vàng. Thì tương ứng như thế thì trên cái dây sạc Attila đây nó cũng có dây màu hồng và dây màu vàng. Đó, còn ba cái dây này nói sau. Thì nguyên nhân tại vì sao mà cái sạc Attila ở trên xe Attila đi nó bền mà nó lại không hay bị hỏng, thậm chí người ta có thể đi chục năm mà nó không hỏng, mà cái cục sạc mà Attila cũng là cục sạc zin anh em nhá, đang nói là cục sạc zin mà là lắp độ chế vào cái điện của xe zin nó lại hay bị hỏng. Xe Jim hay xe Way nói chung là điện của Honda mà những cái dòng điện mà quấn như thế này nè thì nó lại hay bị hỏng. Đó, thì hôm nay clip này mình sẽ giải thích cho anh em hiểu. Thứ nhất là ở trên cái bộ điện của xe Attila thì anh em nhìn đây, nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quấn. Đó, còn ở trên xe Jim nó chỉ có 6 quấn, đây cũng là sự khác biệt. Và anh em có thể soi đấy cho mình là cái dây đồng trên này nó rất là to anh em ạ. Còn cái dây đồng ở trên cái cuộn của cái xe dòng Honda này, nó lại nhỏ hơn. Thì cái dây đồng nó to thì cái từ thông nó sẽ cao hơn và cái trở nó sẽ thấp hơn, thì sinh ra cái dòng điện nó sẽ khỏe hơn. Đó. Còn cái từ thông của cái thằng này nó sẽ nhỏ hơn và dây nó nhỏ hơn thì nó sẽ có trở lớn hơn, thì nó sẽ sinh ra dòng điện nó sẽ nhỏ hơn. Đó. Đấy là cái sự khác biệt giữa hai cuộn. Còn một cái ý nữa là anh em có hỏi là tại sao khi mà lắp sạc Attila lên những cái dòng xe Honda ấy, thì cứ phải tách mát ra là gì? Đây là cái dây mát của cái xe Honda này, thì mình sẽ chỉ sau. Còn đây thì mình sẽ show cái em này trước. Ở đây thì mình dùng cái đồng hồ Victor đây, đồng hồ đa năng. Thì muốn đo được ấy, thì mình sẽ xoay ra cái thang thông mạch ở đây. Đó, thì đây mình có hai cái quét thử. Đấy, khi mà nào mà thông mạch thì đồng hồ nó sẽ báo, nó hiện cái bóng đỏ ở đây thì anh em để ý nhá. Rồi ok. Đây là trên con sạc Attila đây. Thì là mình sẽ đo từ cái chân vàng này nó sẽ sang cái chân màu hồng đây, nó thông nhau anh em ơi. Đó, thì mình sẽ đo từ cái chân vàng này ra mát. Đây là cái này gọi là mát sườn đó. Thì khi con ốc, khi các bạn lắp lên xe ấy, thì hai con ốc nó bắt ở đây nó sẽ thông với mát sườn, thì nó không thông anh em nhé. Đó, đồng nghĩa với vậy thì là cái dây màu hồng ở đây anh em dí vào đây nó cũng không thông. Đó. Thì ở trên này cũng thế. Khi anh em đo cái dây vàng đây này, đó, mình cắm một cái rắc màu vàng đây, thì khi anh em dí vào đây nó cũng không thông. Anh em dí vào cái dây vàng nó mới thông. Còn dí vào dây hồng nó cũng thông. Đó là lý do. Đây là cái này là do nhà sản xuất họ nghiên cứu ra như thế, thì mình cải sang thì mình sẽ bắt chước theo như thế anh em nhé. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ show sang cái cục của thằng Honda. Khi anh em chuyển điện nạp cải của thằng Attila này sang thì anh em bắt buộc phải tháo cái dây mát này ra, bởi vì hiện tại là cái dây mát này nó đang thông, nó đang thông với sườn
thì sinh ra nó sẽ chập cái cục này, nên bắt buộc anh em phải đưa ra. Đó, tại sao ở thằng Honda ấy thì nó không cần như thế mà nó vẫn có mấy cái đầu dây này màu nó cũng tương đối giống nhau mà tại sao nó không chập, thì mình sẽ giải thích ở cái clip sau. Rồi, ok. Thì có nhiều anh em bảo tại sao mà cái thằng Attila ấy nó đi nó cũng bóng của nó là 35W, thậm chí là bóng 60W anh em nhé, mà đi nó không bị hết điện, mà ở xe gym nó cứ bị hết điện này. Thứ nhất là anh em nhìn ở cái quận điện này anh em cũng phân biệt được rồi, cái cục này nó rất là to, nó nhiều quấn nó. Và hơn nữa là cái số vòng quay ở trên cái xe ga Attila nó cao hơn ở trên cái xe gym xe quay của các bạn nhé, cho nên là cái từ thông nó sinh ra lớn, cái dòng nạp nó sẽ khỏe hơn đó. Đấy cũng là một lý do. Ở trên xe Honda ấy thì đây nó có 6 quận, thì nguyên ở đây nó đã có một cái quận nổ nó chiếm mất diện tích rồi, còn lại ở đây thì các bạn sẽ tính như này cho mình. Đây là mát là điểm đầu, và cái dây vàng này là dây đèn, nó sẽ là điểm cuối của hai cái quận này. Thì 6 quận thì đây là mất một quận rồi, thì còn 5 quận, và đây hai quận này là quận đèn để lên bóng đèn của các bạn đó, thì nó đã là hai quận rồi, thì nên là nó sẽ yếu hơn. Còn đây là cái điểm đầu của cái quận sạc đó, điểm đầu của quận sạc thì nó chạy vòng 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 lên đây thì nó sẽ ra đến chỗ này thì nó đưa lên đó. Thì bây giờ anh em sẽ câu bỏ cái dây màu vàng chỗ này đi, câu thẳng vào đây thì bỏ cái mát chỗ này ra để tiếp mấy mát đây, anh em sẽ hàn thẳng hai cái đầu dây vào nhau. Thì như thế nó mới chỉ là 5 quận thôi, mà 5 quận này từ thông nó lại nhỏ hơn là của thằng Attila, ở đây nó to hơn mà lại 8 quận, thì suy ra nó đã yếu hơn rồi. Cộng với cái việc vòng tua máy của xe số nó sẽ không cao bằng của xe ga, đó là điều đương nhiên, cho nên cái từ thông nó sinh ra nó sẽ nhỏ. Từ thông sinh ra nó nhỏ như thế thì nó cái dòng nạp nó sẽ không đảm bảo bằng bộ điện zin của xe Attila đó, anh em hiểu chỗ này chưa ạ? Rồi ok. Và mình sẽ nói thêm một cái lưu ý nữa là khi cái xe Honda nhé, các anh em để gang ti ấy, thì anh em đo ở cái thang điện xoay chiều, đang điện xoay chiều này nó chỉ báo ở cái quận điện này nó đưa lên là khoảng 12V đổ lên, và anh em ga to lên nó sẽ lên khoảng 35 đến 40V. Đấy là anh em rút cục sạc anh nhé, mà đo thẳng ở đây luôn này thì nó chỉ lên được 35 đến 40V thôi. Nhưng ngược lại là ở cái cục của thằng Attila này, anh em để gang ti nó đã được khoảng 30V rồi, anh em ga to lên nó lên đến 60-70V đó, cho nên là điện nó rất là khỏe. Và khi anh em lấy một cái dây điện đi, anh em đấu vào cái dây trắng này, anh em gảy ra khung nhá, anh em có nghĩa là mình đánh chậm gảy ra khung ấy, thì cái thằng điện Honda này nó tóe lửa rất là yếu, nó có tóe lửa nhưng tóe lửa yếu, còn thằng Attila này nó tóe lửa rất là khỏe. Cái tóe lửa đấy thể hiện là gì? Nó là cái ampe của cái dòng nạp điện. Thì tất nhiên là khi anh em đã xài qua cục sạc này rồi thì cái dòng sạc của nó sẽ đưa điện về 12V, thì khoảng 12V cho đến dưới 15V thì nó chung rồi. Nhưng cái dòng nạp của cái thằng SOM này này, cổ sạc Attila này này, nó sẽ rất là khỏe, nó tóe lửa rất là to, còn của thằng Honda này nó tóe lửa yếu. Nó tóe lửa yếu như thế thì suy ra là cái áp suất dòng nạp vào bình ắc quy nó sẽ nhỏ hơn là cục sạc zin cũng như quận điện zin ở trên cái xe Attila này đó. Đấy là lý giải tại sao mà cái cục sạc Attila này lắp vào cái thằng điện Honda này nó lại yếu. Có khi là mình độ mất tiền độ ăn hoi, nhưng mà cái dòng nạp nó không đảm bảo cho mình để anh em đi đèn xenon hay là đèn led, cho nên là cứ bị yếu đỉnh là vì thế. Rồi ok, xong hai cái khoản đấy. Thì bây giờ mình sẽ nói tiếp sang đến cái bộ nạp. Bộ nạp của cái thằng Attila này nó là diode cầu. Diode cầu là gì? Là bốn diode nó sẽ đấu thành hình cầu, bốn diode nó sẽ đấu thành hình cầu vuông như thế này, thì nó sẽ vào đây. Khi nó nắn qua bốn con diode hình cầu đấy, nó sẽ ra điện âm và điện dương. Đây là điện âm này và điện dương. Suy ra là nó sẽ không cần phải mát thông từ dưới sườn lên đó, nếu như mát thông từ dưới lên như thằng Honda nó sẽ chập cháy luôn quận này đó, thì nó sẽ ra điện âm và điện dương như thế. Thì anh em sẽ đấu thẳng vào bình, và lúc đấy là cái dây từ bình nó sẽ ra khung, nó không liên quan gì đến cái quận này cả, cho nên là nó thành một điện hệ thống không chung đụng như cái thằng Honda này.
Thì khi mà cái dòng nạp nó lớn như thế nó sẽ quá tải. Thì có nghĩa là cái hiệu điện thế nó sẽ vượt ngưỡng là 15V nạp vào bình thì nó sẽ xả điện ra cái dây đen ở đấy. Nó sẽ bộ chỉnh lưu nó sẽ cho dòng điện dưới 15V và cái dây đen này nó sẽ xả ra khung để đảm bảo cho cái bình của các bạn. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ sang cái con sạc của thằng Honda. Cái sạc của thằng Honda thì anh em cũng có nhìn thấy là một cái dây màu trắng, một cái dây màu vàng, một dây màu đỏ, một dây màu xanh. Thì cái sạc của thằng Honda ấy, thì nó đơn giản như này thôi. Điện nó sẽ lên từ quận. Đây anh em nhìn thấy dây màu vàng và dây màu trắng đây. Điện nó sẽ lên từ quận, nó vào cái dây trắng này là dây nạp. Nó sẽ qua con diode, diode ở cái cục sạc Honda này là cục sạc đơn nhé. Thì nó sẽ ra cái thằng dây đỏ này để vào ắc quy. Ok. Còn cái dây vàng này nó sẽ lên bóng, trực tiếp lên bóng. Và một cái chẵn nó về cái con sạc này là gọi là chẵn 3 đấy, nó về con sạc này. Thì nó ở trong con sạc này nó sẽ có bộ chỉnh lưu, nó sẽ tính toán nếu như cái dòng điện mà vượt cái ngưỡng cho phép cao quá, nó sẽ xả ra cái dây xanh này. Nó sẽ xả ra cái dây xanh này để đảm bảo cho cái bình ắc quy của các bạn làm việc không bị quá tải đó. Thì con nạp này nó sẽ là con ổn áp, nó không gây quá tải cho bình ắc quy, nó sẽ bền cái bình ắc quy của các bạn. Và nó sẽ bền, đồng thời nó sẽ bền cái bóng mình, bóng đèn pha của các bạn đó. Rồi ok. Vâng, ở cái clip này hiện tại là mình sẽ xin phép là mình sẽ dừng lại ở đây. Ở cái clip sau ấy thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với anh em tiếp lý do tại sao mà anh em lại phải lên cái con ổn định điện này thay vì cục sạc Atila. Thứ nhất là giá thành nó sẽ quyết định 90%. Còn 10% nữa thì cái đấy là do anh em. Ok chưa ạ? Vâng, xin chào anh em, mình là Kim Motul. Rất cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi ở cái clip này. Mình giải thích thì nó cũng hơi khó hiểu một tí, mong là anh em sẽ cố gắng nghe kỹ và sẽ hiểu. Vâng, mình xin chân thành cảm ơn. Mình là Kim Motul. Hẹn anh em ở cái clip tiếp theo ấy, thì mình sẽ nói tiếp về cái bộ điện này cũng như cái cách thức nạp. Rồi ok, xin chân thành cảm ơn anh em.